Là ngài lấy những gì công bằng lại cho cháu ruột coi là tính chồng của Kim Hà té xà lan đó. Được việc là chỉ ra giờ là 2 tháng rồi, tầm 2 tháng 10 ngày đi. Trong số đó là có tôi đi theo chứng kiến tự cầu tới đuôi hết à. Lúc chết xác là đi 12 ngày nổi lên đó. Là phía bên cộng đồng mạng đó, trong và ngoài nước đó, cứ nghi vấn là tính cháu tôi á, dài gì 10, gì 5 là thủ phạm giết người. Nay tôi ở đây đó là nói em ơi, trong và ngoài nước lấy lợi công bằng cho vì cháu là tôi lặn cho hết cái sự minh quang, đúng không mấy quý vị? Đúng, đúng rồi dì Mười ơi. Rồi trong số đó là có 3 người mà vu khống cho tôi là dì Mười, là dì Năm. Trong số đó là có thằng A Xin là một, 2 là thằng Lợi Nguyễn, 3 là vợ của thằng Tư Tấn ở Vĩnh Long, Xà Lan đó. Số điện thoại của nó là mẹ của thằng Hảo. Số điện thoại của người đó là người thứ ba đó. 0918150569. Đọc lại nữa mà. Ba nhân vật đó là nhân vật thứ ba là vợ của thằng Tư Tấn ở Vĩnh Long có xà lan. Nó đứng trên doanh nghiệp hợp tác xã gì đó. Mẹ của thằng Hảo, số điện thoại của nó nè. 0918150569. Rồi trước tiên á, tôi gửi lời hết cộng đồng mạng cho tôi nói cái câu là thằng Asin á, nói là thằng YouTuber dơ, không có biết chuyện gì xảy ra, cho chuyện gì đúng thì nó đúng, chuyện gì không đúng thì nó không đúng. Còn đâu mà nó nói khẳng định 100% là thằng Tấn giết vợ. Nếu không Tấn giết vợ thì để cho bên công an chức năng đây nói chuyện, chứ sao nó lại rồi khẳng định vậy, đúng không quý vị? Yeah. Nó là cái hạng người không biết đầu biết đích, biết chỉ chân, chu phóng vô thay tên đổi họ, nhận làm con nuôi. Thắt thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 đều có nói lên. Đặng nó làm gì? Nó không có nói được đúng cái chương trình là vợ người ta chết là ta đau chắc 100.000 lần rồi. Nó còn tăng thoạt vô phía bên kia. Nó nói này, nói kia, nó nói cá cược 5 tỷ rồi nó hâm dọa bên đây. Nó nói những cái thành phần là dời phần nó không còn bên kia, không có nghiêng về bên dì cháu tôi chân. Thử ra cộng đồng mạng người ta cứ nói là dì cháu tôi, dì Năm, dì Mười, Tấn là quả quyết là 100% giết người. Nó bướng cái người nào mà ông lên bà xuống giờ ở dưới Cà Mau lên đó. Đó là những thành phần đó là đâu có được lực mà nói người ta anh chị được. Trước khi mình thấy gì mình đoán xét ra, thấy chính đáng ha, mình phải nói ra. Đó vậy tức là thằng Asin này là thằng du phóng. Nó mà làm được chút dơ đó, nó ăn tiền văn rồi nó gạt gẫm người này người kia, chứ nó mà có làm được chuyện gì. Cái đó là phần của Asin, là tôi nói vậy, nói ít là nó hiểu nhiều rồi. Cái đó là phải cho lẹm. Rồi cái phần thứ hai là cái thằng Lợi Nguyễn á, nó không biết cái giống gì cho nó lên trên trại giàm thì nó khai hết cái dòng họ bên tôi ra. Rồi nó nói thằng Tấn giết vợ là phải ở tù 20 năm, còn dì Mười ở tù 15 năm, còn dì Năm ở tù 15 năm, dì Mười nó ra đầu thú đi. Nửa đêm nửa hôm nó điện lại tôi, nó đặt tôi trên mạng, nó đưa tôi ra hết cộng đồng mạng qua này nước nọ luôn, ai cũng biết cho điện lại tôi. Tôi nói nếu mà tôi có giết vợ thì Tấn á, thì bây giờ cũng phải đợi công an chức năng làm việc, chứ nó đâu có quyền vậy. Nửa đêm nửa hôm nó điện tôi mấy trăm cốt, nó tử tôi tàn con để già không. À xin nữa hả cô? Lợi Nguyễn á. Lợi Nguyễn hả? Giờ tôi không có bắt máy nó, giờ lâu quá rồi tôi cũng không có nói tới nó nữa. Mà ngày nay nó còn mới quan kiên kìa vậy nè, nó còn đăng lên nữa, nó kêu dì Mười đâu, dì Mười đâu, bây giờ dì Mười xuất hiện nè. Lợi Nguyễn ơi, mày ở đây mày coi nè, tao khẳng định là thằng Tấn 100% không có giết vợ đó. Vậy là nó ăn không được, nó ngủ không được nè. Giờ bên kia thì cứ đâm vô là nói không cho nhìn con nó. Giờ bây giờ nhà thì bên vợ nó làm nào vô thằng Lợi Nguyễn với thằng A Xin này. Mấy quý vị coi vậy nó có được đó bên công bằng cho bên tôi không uống vậy? Không đâu. Hôm nay là vì Mười bị vậy, có vì Mười có qua bên gia đình bên vợ của anh Tấn mình tâm sự không? Không, vì Mười đâu dám qua đâu. Sao vậy? Sao không qua? Tại vì thằng A Xin rồi thằng Lợi Nguyễn nói rồi phía bên này bên kia người ta nói rồi, vì Mười đâu dám vô, vì Mười vô chắc vượt thì Mười quánh quá. À, vì Mười
sợ ha. Ờ, ý là tính là con không được chấm dời rồi chữ quá chữ rồi chị Mười về đây giờ quánh chị Mười rồi sao? Chuyện đâu thì cũng phải còn có đó, phải chờ đợi bên công an đồ làm sáng tỏ đi rồi năm nay chị Mười đảo về nhà cũng cháu mình về đi ra mà mậu đó. Chị cũng có phát lên cho người này kia cho trả công bằng lại cho chị cháu rồi chứ là bên mình đang đi làm ăn đàng hoàng, cái để cháu hỏi cứ nói là chị Mười chị Năm chứ cứ giết vợ hoài. Còn về cái phía thứ ba là cái là vợ Tư Tấn ở dưới Vĩnh Long đó, mẹ của Hảo đó, bà nói bà đứng trên doanh nghiệp, bà là tư nhân, bà có hai ba chiếc xà lan gì đó, mà bà dám tuyên bố là chị Năm chị Mười công an mà lỡ là trong vòng mấy bữa là phải khai ra cái vụ này chắc ăn 100% là chị Mười có, chứ chị Năm phải giết vợ Tấn dồn cho cái bao, nhét xuống dưới sông, bởi vậy 12 ngày mới nổi lên. Tức là nói là gì là đồng phạm đúng không? Thì nói là mình đồng lõa đồng phạm rồi đó, bả đâu có được quyền vu khống mình vậy. Nếu mà cộng đồng mạng nghe tôi nói những lời vậy đó là thằng Tấn phải nên về dạy vợ lại doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã gì mà chừng có nó không, chừng không nó có số điện thoại tôi cũng nhắn cho rồi đó. Nếu mà tôi lỡ chở hàng cho nó rồi nó sau này nó lật ngược, nó nói tôi chở mình, tôi nó không chở nó, nó không trả tiền tôi là sao? Không hồi chi tôi không có giết người mà nó còn lật ngược rồi nó dám khẳng định là chị Năm gì mà có giết vợ Tấn đó. Còn xà lan của người ta đang đi, nó đâu có quyền quyết định là xà lan người ta trị giá có 4 tỷ nhẫn, nhưng bây giờ tôi trị giá nó lại được không? Nó có chồng có con thì trời sự mất mát của bên đây ta cũng phải đau khổ. Nó ăn cơm nó thì nó lo nói chuyện của nó với chồng nó đi, sao đi nói chuyện bên gia đình của dòng họ tôi kia. Vậy tôi gửi tới quý cộng đồng trong và ngoài nước minh quan cho sự chị em tôi là vì Năm thì mời với Tấn vậy là tới nay thì chấm dứt rồi. Dì ơi, cho con hỏi thêm là qua sự việc mà những cái đó vu khống mình vậy thì cái cảm nhận mình lúc đó như thế nào hả dì? Cảm nhận mà tôi đi ra ngoài đường ba người đó vu khống tôi, cái người ta chạy lên tôi lột mặt tôi nói phải chị Mười không, chị Mười không, cái nó đây chị Mười đây, cái người ta nói chị Mười giết người, chị Mười giết người. Ảnh hưởng rất nhiều cho cuộc sống. Tôi thấy 2-3 tháng này tôi không dám về nhà luôn đó. Điển hình như mà tôi không dám về thăm luôn đó đó. Mình đi đâu bất cứ bịt mặt thôi, mở mặt ra nó chạy ra nói gì Mười hả, gì Mười với Tấn giết người giết người. Mà sự thật là mình không biết cái giống gì. Qua cái sự việc như vậy gì Mười thì gì Mười đi chung với anh Tấn à, công việc của anh Tấn gì Mười thấy có ảnh hưởng không gì Mười? Từ khi mà vợ của nó mắc mà giờ là rất khóc mắc mát nhiều lắm. Ban đêm thì nó cũng không có ngủ nữa, giờ hào quá, giờ thắt thớp, giờ người này người kia người ta điện lại. Thậm chí là tôi còn bức dứt đây không hộ chi nó. Vậy là qua sự việc đó thì những cái doanh nhân doanh nghiệp đó sẽ giảm hợp đồng ở với anh Tấn hay gì ha? Dạ. Dạ. Thì tổn thất là thằng A Xin này, rồi thằng Lão Nguyễn này, rồi cái chợ Tấn ở dưới Vĩnh Long đó có xà lan doanh nghiệp đó nói lên vậy, rồi cả cộng đồng thế giới và nước ngoài đều biết hết, rồi làm sao mà mặn ăn gì được. Dạ. Rồi ngày nay đi mình trả lại sự công bằng cho cháu tôi trong vòng mai mai thì có giấy quyết định của pháp y bên cơ quan chức năng thì trả tự do cho cháu tôi. Rồi những người nào mà xúc phạm tới tôi thì tôi đi thưa mấy người đó. Qua sự việc này, chị Mười có thể gửi cái tâm tư nguyện vọng của mình đối với công việc này của anh Tấn lên mạng xã hội không chị Mười? Bây giờ tôi gửi với bên cộng đồng trong và ngoài nước và bên các hợp tác xã hết, phải minh quan cho cháu tôi, tại vì cháu tôi không phải là người giết vợ hay hoặc chị Mười chị Năm, bạn cho sáng tỏ tinh thần lợi tiktoker và mấy người ta không biết người ta hiểu lầm, người ta cứ nói gì mà giết cháu Tấn giết vợ gì Năm giết cháu âm u mấy công bằng lợi hết cho bên phía bên đây. Có anh em nói gì đó không anh em? Còn nữa gì Mười khẳng định là vô tội hết đó, khẳng định là cháu tôi là Tấn đó 100% không có giết vợ. Mai mai sẽ có giấy pháp y gỡ. Nếu mà có giết thì Tấn đâu có ngồi đang nói chuyện anh em mình đâu. Nếu mà Tấn giết vợ thì thủ phạm là Tấn thì chị Mời với chị Năm cũng đi vô đó, đâu có còn ngồi đây phóng trắng được. Dạ dạ đúng rồi. Khẳng định là 100% như là thằng A Xin nó khẳng định có 98%, còn tôi là 100% vô tội luôn. Đó. Cái thằng A Xin á, cái thằng ăn xin á. Thôi có lời nào gửi đến A Xin không chị Mời? Gỡ lại cho thằng ăn xin đó là mày đừng có vu khống, mày sẽ gỡ mạch dài nè, dài cuốn á, vu
phóng cho mày phe gửi lịch chạy cúng, chị Mười gửi lại lại nói mày vậy đó. Nếu mà anh Tuấn bị tổn thất thì có thể luật sư thực hiện cái tài khoản thời gian tổn thất bao nhiêu đền bù. Cái đó thì nó không dám tính được chứ.